Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Nông Châu lại đi săn mây ở tại đỉnh trên đỉnh Lũng Chư, Má Pì Lèng. Điểm săn mây rất là đẹp. Đây cho anh em xem bay tầng tầng lớp lớp rất là đẹp nhé. Đây. Khu điểm ở dưới kia là cái chỗ thủy điện của hẻm Tu Sản, đi vào cái khu du lịch vào hẻm Tu Sản này, vào đây này. Đấy, còn cái điểm này là bây giờ là mây nó tan, hồi nãy là nó gom xuống ở tại cái khe, một cái khe này dài rất đẹp. Bây giờ hiện tại ở bên đỉnh bên kia thì kia là nó thuộc về núi Pả Vi chứ đúng không? Đấy, cái bên kia là núi Pả Vi đây. Nguyễn Tất Thắng là Chao Vê Lốc, rồi là cái nến TV là hay lên đấy quay lắm đây, khu vực kia. Đấy. Ở điểm kia. Bây giờ nó bay tan lên trên kia khá nhiều rồi. Điểm này là điểm vào cái chỗ này là Lũng Chư 1 đúng không? À, đây là chỗ Lũng Chư 3 là ngoài này phải không? À, đây là 3 là ngoài này, 1 vào trong kia còn xa nữa. Vào Lũng Chư 3 là đi theo cái đường thẳng này chứ, thằng đường đường qua khe này chứ. Đấy là cái đường đi vào Lũng Chư 3 là qua cái khe này. Còn Lũng Chư 1, Lũng Chư 2 thì qua cái vòng vèo đường đây, đi qua bên Panorama. Panorama là thứ hai ở bên này. Mây bắt đầu trên khe kia lên là rất đẹp nha các bạn nhé. Đây. Bây giờ là quang quang ra, bắt đầu là chỗ gom mây. Chỗ này là điểm săn rất là lý tưởng. Ở đây. Đây là đi lên từ cái đoạn ở trên kia xuống là đường của bên đây xuống đây cũng rất là vòng vèo, gấp khúc cua. Có một cái điểm ở đây là người ta cũng hay ngắm săn mây ở trong đây. Ở đoạn này đây, đây. Mấy chỗ đứng của anh em tới đây để mà ngồi nghỉ rồi là săn mây.